Thưa quý vị, những ngày qua Phật giáo trên địa bàn cả nước đã cùng chung tay hướng về miền Trung cùng đồng bào vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hôm qua ngày 14 tháng 10, Đại đức Thích Khải Đạo, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã dẫn đoàn đến xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy trao tặng 180 phần quà cho bà con địa phương bị thiệt hại nặng do bão lũ và hiện vẫn còn ngập sâu, cô lập với bên ngoài. Đoàn đi bằng thuyền mới tiếp cận được nơi phát quà trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tại đây, đoàn trao các phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng số tiền được cứu trợ là hơn 55 triệu đồng. Còn tại tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích Thông Khiêm, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Lộc Tân, huyện Núi Thành và Đại đức Thích Thông Ân, Phó Văn Ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử tỉnh đã thăm hỏi và trao tặng 200 phần quà cho bà con vùng bị ngập lũ tại chùa Thái Bình, xã Tam Thân, thành phố Tam Kỳ. Đây là khu vực bị cô lập nên việc sinh hoạt của người dân gặp trở ngại, cần sự tiếp sức từ cộng đồng. Tại huyện Đại Lộc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã đến thăm hỏi tặng quà chùa Tứ Hiệp, xã Đại Hưng và các hộ nghèo bị lấp nhà do lở đất. Đoàn trao tặng những phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cùng thời gian này, Hội Từ Thiện Chùa Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền trao tặng 100 suất cứu trợ cho bà con địa phương gồm nhu yếu phẩm. Đây là quà do Phật tử gần xa và các em thanh thiếu nhi Phật tử vận động, quyên góp để hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ.